Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục cho series video Jupyter. Trong video này chúng ta sẽ xử lý chạm cho các quan bài. Các quan bài nào sẽ được chạm và các quan bài nào không. Và các bạn đừng quên bấm đăng ký cho kênh của mình nha. Trước tiên, tôi sẽ tạo một tệp script mới với tên là Car Manager. Bên trong đó, tôi sẽ gọi một cấu trúc là Car Manager Model, bao gồm 3 biến Left Blocking Car. Quan bài bên trái sẽ khóa, tức là quan bài này chúng ta không chạm vào được. Right Blocking Car là quan bài bên phải sẽ không chạm được. Và một Managing Car. Và tôi khởi tạo cấu trúc này bên trong Class Car Manager. Trong tập car.script, tôi sẽ tạo một protocol car.delegate. Protocol này dùng để bắt sự kiện thông qua phương thức car.status.change. Đầu tiên, tôi gọi một mảng car.delegate. Mảng này dùng để chứa các đăng ký khi ta chạm vào quan bài. Quay lại tập Car Manager, thông qua phương thức AddSubscribe, chúng ta sẽ đăng ký cho biến Left và Right mà chúng ta đã khởi tạo. Để phù hợp với điều kiện đăng ký, chúng ta mở rộng Car Delegate cho Class Car Manager. Biến IRemove được dùng để xác nhận khi nào quan bài sẽ xóa khỏi màn hình. Và ta thiết lập giá trị true cho nó bên trong phương thức HandleRemove, thay vì ta xóa hẳn các quan bài đó đi. Ta đặt điều kiện nếu quan bài bên trái và bên phải đã mở khóa thì sẽ bring ra Aperture. Điều kiện này được gọi khi phương thức HandleRemove được gọi. Ok, tiếp tục. Bên trong tập Game Setup Manager, chúng ta tạo một phương thức mới với tên là Split Bit. Phương thức này dùng để tách riêng các cột ra và thiết lập quan bài nào sẽ khóa, quan bài nào sẽ mở. Biến bit round là một mảng 3 hàng của các quan bài. Hàng thứ nhất chúng ta có một quan bài tương tự cho hàng thứ hai và hàng thứ ba. Chúng ta lần lượt thêm các quan bài vào trong mảng bit round.
Để lưu trữ các giá trị đó, chúng ta gọi ba mảng Left Order, Center Order và Right Order. Bên trong phương thức setup kha manager, chúng ta lập qua mạng kha thông qua mạng build-round. Biến elast được dùng để kiểm tra nó có phải là hàng cuối cùng hay không. Nếu không phải thì chúng ta thực hiện kiểm tra các quan bài bên trái và bên phải sẽ bị khóa, còn kha managing là tất cả các quan bài. Khởi tạo tất cả bên trong phương thức setup kha manager thông qua các mạng lưu trữ giá trị, đó là Left Order, Center và Right.
Rồi, bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra xem mọi thứ như thế nào. Khi ta chạm vào các quang bài đã mở thì nó sẽ in ra ABC. Chúng ta thực hiện xóa các quang bài khi chúng ta chạm vào thử. Và bên trong Game Flow Manager, chúng ta thêm điều kiện chỉ các quang bài đã mở mới được chạm vào, còn ngược lại thì không. Thay vì in giá trị ABC, chúng ta sẽ làm gì đó ở đây. Chúng ta được điều kiện lật các quang bài. Khi quang bài bên trái và bên phải của nó đã bị xóa đi, thì chỉ cần đặt giá trị là true cho biến open của quang bài Care Managing. Ok, vậy là chúng ta đã hoàn tất quá trình đặt sự kiện Lyric bên trong các quang bài. Ở video sau, chúng ta sẽ tạo animation cho các quang bài khi chúng lật hoặc up. Chúc các bạn thành công. Xin chào các bạn.